Sáng thứ ba, lúc 9 giờ 25 Mr. Lem nằm trong nhà nghe cái in là biết có xe đụng. Chạy ra thiệt. Đụng ngay cái ngã ba đường Euclid với đường David. Nay thứ ba ngày 21. 1 tháng 9 2021. Trong nhà mà nghe cái in là biết à. Còn thấy mặt là còn ok. I think you don't have to move until the police come and they ask you to move. Yeah. Oh no, I called her and she said if I can move it out of the way, she wanted me to move. Okay. But I couldn't move it, so. Yeah. So which way you had to? You go straight and he make a left? I was going straight, yeah. And he may try to make a left? Yeah. Oh, right, okay, here. Yeah. Okay, this cool. My favorite car. Yeah. Xích xe bây giờ muốn khóc rồi. Chiếc xe này là cô này, cổ chạy thẳng về hướng nam của đường Euclid. Chiếc xe này quẹo trái, đụng vô đây. Đúng rồi, thường thường cái người quẹo trái này lỗi nè. Người ta chạy thẳng. Khỏe chứ. Không có, xe hai người này tôi nghe cái hình ở trong nhà tôi chạy ra tôi biết thế nào cũng có đụng đây rồi. Thường thường ngay chỗ này. Cô này U-turn hả? Cái xe kia kìa. Chiếc xe này U-turn. U-turn. Ở chiếc xe này chạy thẳng lên là đúng rồi. Vậy là tí nữa cảnh sát tới chị làm quyết định đó. Chị làm witness chứ, cái đó cái trách nhiệm của công dân mà. Không, nó nhìn nó biết rồi. À, hiểu, nhưng mà thí dụ nó cần witness. Nó luôn vô mệt lắm à. Đâu có gì lâu gì, mình nó chỉ cho số điện thoại thôi. No, cái đó không nhầm vậy đó. Trách nhiệm của công dân Mỹ là... Mình thấy chị đi làm vậy cũng vậy, chị thấy là chị ở lại chị làm witness, boss nó đâu có la chị. Cái đó là chuyện trách nhiệm. Dạ, yeah, tôi hiểu. Nó như thanh hay là nó lép thanh vậy đó là nó lỗi bởi chiếc xe này ở trên là nó chạy thẳng. Dạ. Yeah. Yeah, hiểu. Yeah. Không nhưng mà ý nói nếu nó cũng cần nếu mà có cái thịt thì nó chỉ hỏi. No, nó chỉ hỏi cái số điện thoại với cái tên của chị thôi, khi cần nó chỉ gọi hai bên lực sư nó làm việc. Kệ mình đi cho nó vui. Làm trách nhiệm của công dân Mỹ mà làm gì? Ok. Biết cái này không? Từ nhỏ tôi làm. Tôi mấy lần ra ngoài đó. Ok. Rồi. Tôi mà hãy mà tôi thấy mấy vụ này tôi sẵn sàng. Tôi đây tôi chờ cảnh sát tới làm quyết định mà tại tôi ra trễ rồi thôi. Xong. Kệ nó. Ok rồi. Ba chị. Airbag hai bên phình luôn. Lần đầu tiên Mr. Lem thấy airbag nó nổ. Airbag hai bên nó xịt luôn nè. Rồi xe này Cadillac GMC. Wow. Airbag để nó protect nó phình ra. Quyền Lan. Cô này tên Quyền Lan, Lan mà đen á, đang đen.
Nên nhớ đọc cái chữ này David chứ không phải David đâu nha. And don't forget to subscribe. The best is yet to come.